Theo Bộ Y tế Singapore, kể từ ngày 7 tháng 12, tất cả du khách nhập cảnh Singapore qua làn đi lại cho người đã tiêm vaccine sẽ phải thực hiện thêm các xét nghiệm nhanh kháng nguyên hàng ngày. Họ sẽ phải tự làm xét nghiệm và cập nhật kết quả xét nghiệm theo đường link đã được cung cấp. Bộ Y tế cho biết các quy định xét nghiệm tăng cường này sẽ được duy trì trong ít nhất trong 4 tuần, đến hết ngày 2 tháng 1 năm sau. Trước đây, các du khách nhập cảnh qua làn đi lại chỉ phải xét nghiệm PCR tại sân bay khi nhập cảnh và sau đó được phép đi lại tự do khi có kết quả âm tính. Ngoài ra, Singapore cũng đóng cửa đường biên với Ghana, Malawi và Nigeria. Trước đó, Singapore đã đóng đường biên giới với 7 quốc gia châu Phi khác.